Những chiếc iPhone 7 đã lộ diện. Chào mọi người, hãy xem chúng ta có gì ở đây. Chính xác, đây là chiếc iPhone 7 với những phiên bản khác nhau. Trước đó thì chúng đã sống sót qua những màn tra tấn dữ dội của tôi, nhưng không có cái nào bị hư hỏng cả. Điều đó thật tuyệt. Chúng tôi đã cào xước chúng, thả rơi và thậm chí là nhúng xuống nước, nhưng chúng vẫn không hề hấn gì như các bạn cũng đã thấy ở đây. Và điều đó đã đặt cho chúng tôi một câu hỏi, đó là lớp vỏ máy cứng như thế nào. Thực ra yếu tố tạo ra sự khác biệt ở phần thân máy lần này đó chính là họ đã bỏ đi thiết kế phần lõm ở cụm nút volume của máy. Đây là điểm chính yếu gây ra thất bại của iPhone 6 và 6 Plus trong các bài kiểm tra bẻ cong trước đây. Và Apple đã sửa chữa lỗi lầm với chiếc 6S mà tôi đã làm một bài kiểm tra tương tự hồi năm ngoái. Kết quả là nó tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng nó có một kết quả khác giữa chiếc 6S và chiếc iPhone 7 lần này tại điểm khác biệt này, và tôi sẽ bắt đầu tiến hành bài kiểm tra độ bền khi bị uốn cong của iPhone 7 nhé. Ta cần dùng bao nhiêu lực để bẻ cong chiếc điện thoại này? Nó trông có vẻ nhẹ hơn. Nhưng bạn biết đấy, tôi chỉ muốn kiểm tra phần cấu trúc vật liệu khi so sánh với chiếc iPhone 6S thôi. Ai sẽ may mắn trở thành nữ hoàng của chúng ta ngày hôm nay nào? Wow, chọn nó thôi. Tôi sẽ phá hủy chiếc điện thoại này hoặc bẻ cong nó vì mục đích khoa học. Bởi vì trước đó tôi đã làm nứt mặt kính của camera. Và điều thú vị đó là chúng tôi đã tiếp tục thả rơi nó ngày hôm nay. Và tôi để ý thấy có điều gì đó sai sai ở đây. Đầu tiên là phần wifi không tốt dù đi ra ngoài. Tôi nghĩ là do có gì đó hư hỏng bên trong và kéo theo bộ phận điều khiển wifi bị hỏng theo. Và phần camera thì không còn hiển thị nữa. Quá là kỳ lạ, vì khi tôi khởi động lại máy thì những vấn đề đó đã bắt đầu xảy ra. Mặt khác thì nó cũng chẳng có gì để nói cả, nên tôi đang nóng lòng để phá hủy chúng ngay bây giờ. Chúng khá hiếm đấy, chắc tôi sẽ không bao giờ tìm thấy màu đó với cái giá hợp lý nữa. Ok, đây là iPhone 7, tôi nên bắt đầu với chiếc S6 hay chiếc 7 đây nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu với chiếc iPhone 7. Oh man, tôi ghét phải làm điều này, nhưng tôi nghĩ tôi khá rành trong vấn đề này nhỉ? Tôi đã phải tập luyện rất nhiều với hàng đống các thiết bị đấy. Ok, đây là chiếc iPhone 7 xinh đẹp và tôi đã phá banh nó. Hãy xem thử cấu trúc nguyên khối của vỏ máy sẽ tốt hơn nhờ điều này. Nó sẽ dễ hay khó bẻ cong hơn đây? Tôi còn nhớ chiếc iPhone 6 giống như một miếng bơ vậy. Như lần này hãy thử xem sự khác biệt. Được rồi. 3, 2, 1. Ok, điều này quá dễ dàng. Wow, tôi thậm chí mới bẻ nhẹ thôi đấy. Nhìn xem, phần cảnh màn hình bị hở ra bên cạnh đó. Tôi còn nghe thấy một tiếng nứt nhẹ. Và chỗ này chắc là do bị bẻ cong ra mà. Lạy chúa, tôi cũng không hiểu nữa. Phần giải anten và vỏ máy đã bị thay đổi. Và có lẽ đó là lý do nó dễ bị bẻ cong hơn. Lần này thì khá hơn đôi chút. Và tôi chắc là sẽ dùng thêm một ít lực để xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Được rồi, nó đang bị bẻ cong, nhưng cũng không nhiều lắm. Và kết quả là nó chắc chắn bị lỗi rồi. Hầu hết các dấu vết hư hại đều xuất hiện tại đây, xung quanh nút nguồn, và bạn có thể thấy rõ đây là nơi ảnh hưởng nhiều nhất của dải anten của máy. Vậy iPhone 7 có dễ bị bẻ cong không? Chắc chắn rồi, hãy thử dùng thêm lực xem. Và chiếc điện thoại này dễ bị bẻ ngang hoặc chéo. Lạy chúa, nhìn này. Hình dạng gì thế này? Ok, đó là kết quả của chiếc iPhone 7. Tôi có thể thấy trước điều này. Nếu bạn có cái quần ôm và ngồi xuống thì điều này có thể xảy ra đấy. Còn đây là chiếc 6S. Được rồi, y như cũ nhé. iPhone 6S cùng với bài kiểm tra bẻ cong như trước. 3, 2, 1. Ok, nó bị cong rồi này. Tôi đã thêm một chút lực, nhưng nó không bị cong giống như chiếc kia. Tôi sẽ bẻ mạnh thêm một chút. Cũng không cong nhiều lắm. Thêm một chút nữa nhé. Ok, cùng một lực tác động giống như nhau. Như phần anten của iPhone 7 chính là điểm yếu của nó. Tôi không biết có phải là do cấu trúc bên trong đã bị thay đổi hay không, nhưng các bạn có thể thấy đây là chỗ bị cong lên, và điều đó làm cho nó dễ bị cong hơn so với đối thủ là 6S. Nhưng màn hình vẫn hoạt động bình thường. Không tệ đấy chứ. Được rồi, tiếp theo ta hãy thử với cạnh bàn và xem điều gì xảy ra nhé.
Cố gắng thêm một chút nào. Công hơn rồi đấy. Giờ đến điểm dễ gãy nhất nhé. Được rồi. Giờ đến 6S nào. Đây rồi. Điều chắc chắn là sự khác nhau chúng thì rất khó nói, vì do xem qua màn hình thì các bạn khó có thể cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng cảm nhận ban đầu đó là iPhone 7 dễ bị cong hơn. Vậy điều này có dễ xảy ra với bạn không? Thật ra tôi nghĩ là không. Nếu bạn chỉ sử dụng điện thoại của mình một cách bình thường thì hiển nhiên sẽ không cần lo lắng về điều này. Nhưng điều làm tôi lo lắng là việc nó cũng khá dễ bể cong. Được rồi, lần này thì hết sức luôn nhé. Được rồi, hãy hoàn thành công việc chính thôi. Wow, khả năng đàn hồi của nó quá tuyệt, nó càng cong nhưng màn hình thì vẫn chưa bị nứt vỡ. Oh my god. Phần bị ảnh hưởng nghiêm trọng là ở đây. Có vẻ như không đều nhỉ. Và người ta thường ấn xuống như vậy. Tôi không biết mình có cắm gì lung tung vào hay không, nhưng nó khá là nóng. Được rồi. Điều này thật lạ lùng. Tôi đang cố reset lại mọi thứ, nhưng có vẻ nó hư nguồn rồi. Và tôi nghĩ tôi vừa thanh toán xong một chiếc iPhone 7 mới tin. Thật là màn hình không bị nứt vỡ, nhưng vẫn có những âm thanh lạ và nó tắt ngấm luôn. Và đây là tất cả bài kiểm tra này. Và đây là màn kiểm chứng khả năng bẻ cong iPhone 7 của tôi. Mọi người nhớ đón xem những video liên quan khác nhé. Nhưng điều đáng nói là chiếc iPhone 7 đã sống sót qua nhiều bài test. Và tôi rất bất ngờ về độ bền của nó. Dĩ nhiên là nhớ dùng ốp lưng cho nó. Và tôi khuyến cáo các bạn có sử dụng phiên bản màu đen bóng và sử dụng liên tục thì phải nói là chiếc điện thoại này khá trâu đấy. Chúc một ngày tốt lành và hy vọng các bạn thích video này. Chào tạm biệt, bye bye, see you again. Thank you.